Thưa quý vị, Chỉ thị 34 được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban hành mới đây được xem là quyết tâm chính trị nhằm tạo bước chuyển biến căn bản, rõ nét trong nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Chỉ thị ngay sau đó đã được triển khai ngay ở cơ sở với kế hoạch hành động cụ thể. Chỉ thị 34 được ban hành trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được qua 10 năm thực hiện chỉ thị số 29 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới. Bên cạnh nhận diện 10 biểu hiện né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách nhiệm vụ quyền hạn, Chỉ thị 34 cũng thổi luồng sinh khí mới, khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong một cái bối cảnh mà chúng ta thấy rằng cái thực tế cũng rất nhiều các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã cố tình né tránh, đùn đẩy và không làm tốt cái chức trách nhiệm vụ của mình để làm ảnh hưởng đến cái sự phát triển chung của thành phố. Và ngoài ra thì cái việc ban hành chỉ thị này không những để khắc phục cái tình trạng đùn đẩy né tránh hiện nay mà còn mang lại cái niềm tin của người dân và doanh nghiệp đến cái hệ thống công quyền. Ngay sau khi Thành ủy Đà Nẵng ban hành và tổ chức hội nghị toàn thành phố quán triệt về chỉ thị 34, công tác triển khai thực hiện chỉ thị đi vào thực tiễn đã được các địa phương, đơn vị quan tâm với kế hoạch hành động cụ thể sát với tình hình thực tiễn. Mặc dù có nhiều văn bản và quy định về trách nhiệm của cán bộ, công chức, đảng viên, đặc biệt là các cán bộ công chức trực tiếp tiếp nhận và xử lý các hồ sơ của tổ chức công dân đến liên hệ công tác. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Thì cái sự ra đời của chỉ thị 34 sẽ giúp cho công tác lãnh đạo chỉ đạo cũng như là cái trách nhiệm của cán bộ đảng viên và công chức viên chức sẽ được nâng lên và sẽ tập trung để phục vụ nhân dân cũng như tổ chức tốt hơn. Đối với cán bộ thì nói chung là phải hướng dẫn người dân tận tình chu đáo và niềm nở đón tiếp người dân. Ví dụ như có những bác mà lớn tuổi thì có thể là hướng dẫn tận tình, họ có thể họ hỏi lại nhiều lần vì họ nhiều lúc mình hướng dẫn rồi nhưng họ cũng không hiểu lắm, nhưng mình phải tận tình chu đáo, hướng dẫn niềm nở và không đòi hỏi, không mà sách và kỷ cương kỷ luật. Có thể nói chỉ thị 34 được ban hành trong bối cảnh hiện nay có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc xốc lại tinh thần trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Tin tưởng với quyết tâm này, trong năm mới 2024, thành phố Đà Nẵng sẽ có những bước đi năng động hơn, những bước tiến xa hơn trong hành trình vươn mình hướng đến kiện toàn đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiêu phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới.